Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu Scan Guardian cùng với khẩu EOS Phoenix. Thì anh em cũng biết rồi, ai cầm hai cái vũ khí này chính là đẹp dai, ngon dai luôn ấy. Tại sao mình nói như thế? Tại vì cây Scan Guardian thì hồi trước có nạp sự kiện thì nó cho, bây giờ thì các bạn không bao giờ có thể lấy được nữa. Mình cũng không thấy cái mặt của cái khẩu này trên shop hay là gì gì nữa. Úi trời ơi, thơm thế. Còn cây EF Phoenix thì là một cái vũ khí mà siêu đắt rồi, không ai có thể mua trừ phi những thanh niên rồi nhiều tiền các kiểu. Anh em mà thấy ai cầm EF Phoenix với lại Scan Guardian thì anh em cứ xác định là cái người đấy là mắc đẹp dai. Đúng rồi, cây cận chiến này thì cũng khá là ok, cũng bình thường, đạt ở mức bình thường đi, tại vì nó không có cái hiệu ứng chạy nhanh hay là tăng tốc hay là gì gì khác, nó chỉ đẹp thôi, cũng khá là đẹp. Còn cây Scan Guardian này thì nó thuộc vào cái dạng là mắc hiếm rồi, đi luôn này, nhảy nhót lên cây dê. Rồi, anh em bắn zumbai bay thì anh em nếu bị làm zumbai bay tốt nhất là chú ý vào cái thanh máu. Cái gì cơ, bạn móc mình nhá, còn lâu thôi, mình mà để bạn móc rồi thôi mình té ngay, mình mới nói thế thôi, zumbai bay nó đồng cỡ đấy thôi thì thôi. Em biết là em không nguy hiểm bằng các bác rồi, các bác nguy hiểm quá. Rồi em té đây. Rồi lướt 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 nhanh em ơi, lướt nhanh không nó dùng cái bàn tay dơ bẩn đấy nó chạm vào người thì đúng là mất trinh. Rồi rồi nhảy không lên nữa, rất là khó khăn khi mà cầm vũ khí cùi bắp. Rồi gì ấy, tính lượn lừa tìm phía dưới thế mới là tình niên tơ, nó nhảy xuống luôn ạ. Rồi làm gì đây? Này thì nguy hiểm với tôi này. Đúng rồi, lỡ tay lỡ tay. Rồi từ thế nào? Đúng rồi, nhảy nhót. Rồi bạn cứ nhảy nhót phút cuối đi. Sợ kìa. Ôi thanh niên tơ đã. Ui rồi. Từ từ xem nào. Nguy hiểm quá. Ở một pha bị đâm đầu vào mồm giữa bay. May mất chỉ. Ui rồi. Hai pha đâm vào mồm giữa bay nhưng không chết. Đây phải gọi là quá hên rồi, săn hay không bằng là hay trăm hay không bằng một hên đấy. Đây đây lại đây. Ủa không nấp à, cứ tưởng là bạn nấp cơ. Hỏi ai dè vẫn biết đường chạy nhưng cuối cùng vẫn lao đầu vào mồm thằng hero. Ôi thơm thế à. Rồi gì ơi, giờ nó làm gì đấy không biết. Này thì giơ cái bàn tay dơ bẩn của bạn ra. Này thì ủa phát hiện cũng đã muộn rồi. Rồi, đây này, đây này. Tuyệt vời. Những con hàng ngon thì luôn luôn là hero mồm cho chúng ta. Tuyệt vời. Clip này ngon lắm. Ngon lắm. Trời ơi, thơm thế chứ lị. Bạn lên mà kịp mình nhá. Bạn đi dưới kia, bạn lên kịp mình thì bạn đúng là siêu nhân rồi. Đẳng cấp lách của mình nó thuộc vào cái dạng siêu nhân rồi. Đừng đùa à. Rồi, chắc mình sẽ lên trên này đứng đi. Khẩu Scar này thì bắn cho mình cái cảm giác là rất là êm tay, rất là đầm tay. Bắn rất là phê, tâm không khó di chuyển lắm. Dí sấy rất là tuyệt vời. Cho mình một cái cảm giác săn zombie bay tuyệt vời. Còn đam thì nó thực sự là nó không có to lắm. Này thì đi luôn này, úi dồi ôi. Mình cứ tưởng là mít cơ. Thế mèo vẫn ăn được. Úi dồi ôi, AK kia. Từ nào, úi dồi ôi, thằng kia nó bắn luôn rồi. Ô. Trời ơi, ngắm tay ngắm tàu cuối cùng cũng chết hết. Mình không được một miếng nào. Hỏi biết thế thì ngắm chỗ nào thì ngắm một phía thôi. Tốt nhất là ngắm một phía. Ngắm nhiều phía quá đôi khi lại không được phía nào. Gì đây, úi dồi. Nhấp nháy này, chết chưa, chết chưa. Thì chết rồi, nó báo kìa, chết rồi. Ngu người. Ôi, một vạn, ôi, từ từ, từ từ. Từ từ bạn đi. Ôi, đừng nguy hiểm, thằng này cũng yêu máu ấy. Thôi biết thế mình chơi liều cận chiến luôn. Hơi một pha cận chiến nhưng không biết mình cận chiến được. Gì cơ? Bạn lại nguy hiểm với mình rồi. Úi rồi, có MG3 bạc đứng sau cover nữa thì đúng là chuẩn bài. Đây, mình đây. Tuy là không có đường trong nhà nhưng mình đếch sợ bố con thằng nào. Thôi cái điện mới, thôi bắn luôn đi. Có lại hai thằng hết máu ấy. Trời đất. Biết thế mình vào lao vào luôn. Trời ơi, tiếc thế à rồi. Hai thằng hết máu. Úi trời ơi.
Mày đùa với bố rồi con ạ. Làm gì mà căng. Thằng tiếp theo. Trời ơi, đâu ai. Tôm thế, tôm thế. Rồi một thằng nữa. Thời lách đi đâu. Bạn lách đi đâu. Đâu rồi, rớt xuống rồi. Ơ cái đỉnh mới, sao nó lên được. Bung à. Quái thật, chơi bung kìa. Này thì bung. Này thì bung này. Bung đường trời. Rồi mình cứ tưởng nó rớt xuống cơ. Thế mèo nào nó bung lên. Cạn lời. Tuy nhiên chơi bung bẩn quá anh em ạ. Rồi bung thế không được. Không biết là nó bung kiểu gì, chắc là bung cài đặt hoặc bung ạ. Chắc bung là bung cài đặt rồi. Chứ không có cái điệu bung gì. Bung home thì nó lên nhanh quá. Trời ơi, nhây y một lỗ. Sấp màn. Trời ơi, thơm chưa này. Hàng thơm quá cơ. Ăn luôn này. Ăn luôn này, trời ơi. Vào đầu chém thường tầm 500, tuyệt vời. Rồi 3Z nó liếm sạch. Cào nó đi. Cận chiến này, cận chiến này, trời ơi, thằng Tơ. Nhìn thằng Tơ đấy, không thể cận chiến được anh em ạ. Nó nguy hiểm quá. Rồi, MG, thanh niên cầm MG đi săn như thần. Tốt nhất là như thế, không nên tẩm du. Đúng rồi, thanh niên bắt cua. Trời ơi, ở cái phòng này nó dị phê anh em ạ. Hết bắt cua ra lại bung. Đây, 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 mình đây. Tao lại sợ mày quá. Úi ôi, sấp mạt. Rồi, một pha liều mạng cận chiến và fail rồi. Đáng lo. Rồi, một pha di chuyển hơi bị ngu người. À, rồi, hàng thơm như này. Nó tự chạy vào mồm, khỏi cần đi kiếm anh em ạ. Trời thế nó mới gọi là chuẩn bài. Rồi, gì đây, liếc nhau thôi. Mình yếu lắm. Rồi máu có 5.000 thôi. Chơi luôn. Chơi luôn. Úi dồi ôi, rớt kìa. Sợ kìa. Trời. Lần đầu tiên thấy tơ. À là thấy hero sợ giống non. Cạn lời. Mình đây tơ. Mình còn đích sợ. Tuy nhiên nhát quá anh em ạ. Nhát quá. Úi dồi ôi. Vai. Chém kinh quá. Rồi sấp mặt luôn chứ gì nữa. Thanh niên di chuyển như thần ạ. Rồi gặp thanh niên bung. Thanh niên đã cào mình. Hay lắm DM. Rồi bắt cua như thần. Đây phải gọi là đỉnh điểm. Đấy, không chỉ mình hay, còn có rất là nhiều khác hay nữa. Nhiều người khác hay. Đấy, xem bố bắt cua này. Hero cũng phải quỳ dưới chân. Và bút cu. Chiêu chiêu. Vãi, cái tên đấy hình như bị mình cận chiến ở trận trước thì phải. Rồi, tìm cái chỗ đứng quan sát cho nó kỹ một tí. Úi dồi. Nhảy không được. Cái này parkour nó thực sự là nó không như vũ khí VIP. Cái này chỉ là vũ khí hiếm thôi. Nhưng mà cái giá bán của nó khá là chua chát. Đây, đây, hàng đấy. Rồi ôi, từ từ nào. Có cần phải xoắn lên thế. Đây, đây, mình sẽ cố gắng kiếm nhiều cận chiến. Bây giờ mình thích cận chiến rồi. À, hồi trước thì cận chiến mình ít khi chơi lắm. Mình chỉ bút kêu với lại parkour thôi. Rồi, parkour là chính. Nhưng bây giờ chuyển sang săn nữa. Săn chiếm một phần đầy gì đó rất là nhiều. Và cận chiến sẽ tiếp nối cái phần này. Úi dồi ôi, cái gì ấy. Hết cả hồn. À. Ơ cái điện mới. Đùa bố à. Vãi nồi. Cào xa vãi. Cạn lời. Không thể tin được. Pha cào mắc xa. Dã man thật. Thời thanh niên đã, thanh niên admin thấy mình cận chiến nhiều quá rồi bắt đầu hạ bệ mình rồi. Nãy mình có chơi cái phòng Dubai mà cầm Grievous. Thế mẹo anh em không biết mình. Mình cầm đao nên là mình chém nát cả phòng luôn ạ. Nhưng phút cuối thì mình đã phải nằm xuống vì quá
dã man. Mình săn hăng quá. Rồi coi như trận này nát. Úi ôi, thằng tơ không lên thì tôi phải lên thôi. Ôi may vãi, gặp thằng áo ấy. Đi luôn. Rồi tạm biệt, vĩnh biệt đời dai. Rồi chúng ta sẽ cùng lên chỗ cao nhất để rồi đứng lên chỗ này. Vòng lại. Úi ôi, không rớt trúng ngay. Đáng mê. Ơ cái điện mới. Nó lại làm giúp bay nữa thế này. Trời ạ. Cạn lời. Rồi, rồi. Cầm giúp bay và cầm đúng giúp non ạ. Cái hàng này nó không chia giúp bay nên cái những cái thứ đồ cần cho giúp bay nó rất là ít. Ôi, mình nhảy hơi mít rồi. Đấy. Bình thường thì không bắn cover đi. Mình cứ tưởng nó bắn cover thì mình nhảy như thế là đúng đà rồi. Thì như thế thì nó sẽ cảm giúp bay thì như thế mà nó sẽ qua. Thế meo là. Trời thấm vãi nồi. Rồi nát, tình hình là nát nát như này chắc mình sẽ kết thúc clip thôi. Quá nát. Bây giờ chỉ có mua y tá kìa mới cào được bọn này. Mua những con to như này thì nó rất là khó, tại vì dễ bắn. Còn y tá thì người nó rất là mỏng. Y tá hoặc cương thi thì rất là dễ cào. Rồi chắc là mình sẽ kết thúc clip tại đây thôi. Các bạn xem thì hay được về like và subscribe kênh của mình nhá. Bye bye các bạn, mày và các bạn trong những lần sau. Bye bye. Đúng rồi, cào nốt thằng này. Mày nhây bố này con ạ.